Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Hồng Anh. Hôm nay mình sẽ làm cái món gà giả cầy. Đây là con gà trống cửa nha các bạn. La quạ chút xíu nữa cho vô chảo nè. Gà cửa dài nha cả nhà. Gà này là bao cửa luôn á. Đây. Bao dai luôn. Rồi, mời các bạn theo chân mình vô làm gà nha. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Vâng, hôm nay anh em mình sẽ làm cái món gà giả cầy nha các bạn. Hiện tại là anh em mình đã đang nhổ lông gà trống cũng khá là dài rồi nha. Riêng cái món gà giả cầy này anh em mình nhổ lông sống chứ không có trụng nước sôi nha các bạn. Bây giờ anh em mình tiếp tục nhổ lông nó đang mình chế biến món gà giả cầy nha các bạn. Nó rồi, sau một thời gian vất vả là mình đã vặt lông con gà xong rồi cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo chân mình đi lấy gươm mà thui nó nghe cả nhà. Rồi, đi cả nhà ơi. Rồi, như các bạn đang thấy là con gà đã được thui nghe các bạn. Con gà mình đã thui rồi nghe các bạn. Rồi, thì bây giờ mời các nhà đến với công đoạn là mình ướp gà, gồm có nguyên liệu là muối, đường, bột ngọt, chao, ít xả, với riềng, với bột ngũ nhân hương, với một ít bột nghệ cho nó vàng lên màu nha các nhà. Thank you.
Rồi, hiện tại như các bạn đang thấy là gà đã được ướp rồi nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 15 phút nữa rồi bắt đầu mình sẽ đem đi nấu. Bây giờ thì đầu bếp Điền đang chuẩn bị làm món gà giá cầy nha các bạn. Chỗ khác à. Rồi, hiện tại món gà giá cầy đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra tổ và bắt đầu lên bàn ha. Rồi, món gà trái cây xong nha các bạn. Rồi nè. Mời cả nhà nha. Rồi nè. Rồi, mời cả nhà. Rồi, trước ăn được luôn á. Có ai ăn đâu. Mày uống đi rồi mày ăn sao, mày ăn lại mày. Thôi bột đầy sáng. Rồi. Hiện tại như các bạn đã thấy là món gà giá cầy của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng thử coi nó ra sao nha các bạn. Ngon nhức nách luôn. Đây, mình mời tất cả các bạn ăn cái món gà giá cầy của nhà mình nha.
dưa leo với bún. Sao giá vậy? Bộ nhà hết đũa kia hay sao mà lấy đũa này ăn lại? Nè, giờ đũa giờ ăn được. Ngon hôm nay ngon không? Ngon không? Cảm giác sao? Quá ngon mà nó hơi dai quá. Dạ. Rồi. Mời cả nhà ăn. Nó hơi dai này phải nấu chừng nửa tiếng nữa. Không có gan cả tiếng rồi. Rồi. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn nha. Cắn nổi. Ngon ngon. Vô. Giờ phải vô không? Vô. 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 Cái này hầm thảm mà hầm tiếng hầu á. Mẹ nước trà đúng không mẹ? Được. Ồ. Nước trà như mẹ đâu muốn đi đâu. Đúng không? Quá. Nước trà. Nước trà. Mời cả nhà ăn gà nấu giả cầy nha cả nhà. Ăn cười gì vậy? Ăn cười gì vậy? Nghe lớn không? Ăn cười không con? Nó hỏi bà hả? Tê chưa này nghe? Nghe. Tê chưa? Tê, tê gắn rồi nè. Tống, ủa Tiến. Làm miếng đi. Để làm miếng thịt bò. Anh đang có ổi tắt không? Làm miếng ổi đi. Vô nè, đem vô cái nè. Vô. Cạn nha. Cạn chăm đi, chăm chăm. Thôi mình giữ phong độ đi, uống được. Kệ đi, tình nghĩa anh ngủ 100 chăm chứ. Ừ, ông để 100 rồi, ông ngủ sớm hả? Mà uống chưa đã chứ, ông ngủ kêu rồi. Ừ, cái này mày gặp thằng Quý ha. Quèo gà hay gì? Không. Hỏi gà ở đâu à, bán không mua. Nuôi rồi nhà. Nuôi á. Ừ. Chứ gặp mua mà nghĩ sao mà ra nhỉ. Bỡ quá. Đỡ gì anh giới tới tay nè. Đâu mà anh em không à. Đi về hai. Không mà đúng rồi, ăn, ăn nhậu rồi gà này ngon. Ừ. Tại còn ấy quá. Gà chứ nữa. Gà em mà dân ăn không, không có nhậu à. Gà ra không mà mà nấu trường tới á. Chưa tới. Nấu hai nữa. Ừ, đúng rồi. Nói, gà. Nói chung là mình gấp ăn thôi, cái này mình gấp ăn. Hả? Đưa từ từ, đưa nhẹ nhẹ thôi con. Không, nhưng mà gà này nhậu nó đốn nữa. Rồi, mình xin dừng lại video ở đây nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp ha. Xin chào. Bye bye.